Chào mừng các bạn trở lại với kênh Quy Nhân City. Thì hôm nay Thọ sẽ cập nhật một cái tuyến đường, nói chung là không còn mới nữa, nhưng mà có lẽ là tuyến đường đẹp nhất của thành phố Quy Nhân. Đó là tuyến đường Võ Nguyên Giáp bằng Flycam. Theo mình thấy thì con đường Võ Nguyên Giáp này là con đường bao biển đẹp nhất ở Quy Nhân, nhưng mà hiện tại thì con đường này phát triển không có được đẹp. Thôi bây giờ mình sẽ bay flycam và giới thiệu cho mọi người toàn cảnh của con đường Võ Nguyên Giáp, con đường bao biển của thành phố Quy Nhơn này cho mọi người xem nhé. Vâng, hướng này là ngã ba Đại Phú Gia. Đi tay phải thì sẽ qua cầu Thị Nại và đi Nhân Hội, Nhân Lý, Nhân Hải. Còn đi theo hướng thẳng này, xe container này sẽ đi lên hướng quốc lộ 19 mới và đi ra quốc lộ 1A cũng như là các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, Nam Lào. Còn rẽ tay trái này thì sẽ về trung tâm thành phố Quy Nhơn. Đây là cửa ngõ vào thành phố Quy Nhơn, có thể nói là đẹp nhất của thành phố Quy Nhơn hiện nay. Mọi người có thể thấy bên kia là khu biệt thự triệu đô Đại Phú Gia. Có thể nói là hiện tại thì khu biệt thự Đại Phú Gia là khu biệt thự đẹp nhất ở Quy Nhơn. Còn bên này, đây là khu đô thị An Phú Thịnh, với những cái shop house cũng như là các chung cư xã hội, chung cư thương mại đang được mọc lên, rất là phát triển của khu vực này. Nhưng có một điều đáng tiếc là khu bên tay trái, tức là bên đầm đó bạn, vẫn còn để cỏ mọc um tùm, nhiều dự án đang bị chậm hoặc là đang bị dừng. Rất là đáng tiếc luôn, không hiểu sao lại xảy ra tình trạng này. Con đường này có thể là sánh ngang như những con đường mà bao biển ở thành phố Hạ Long. Đây là con đường Võ Nguyên Giáp ở Quy Nhơn, rất là đẹp nhưng mà phát triển chưa tương xứng. Cái đẹp của con đường này nữa đó là cái đường này hiện tại thì không có hệ thống dây điện chạy nối các bạn, đều chạy ngầm hết, chạy âm hết. Rất đẹp luôn. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ok, bây giờ mình sẽ cập nhật bằng clip bay trên cao cho mọi người thấy toàn cảnh nha. Thank you.
lượng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thắt lại. Và mong đó chỉ là mơ, vì anh còn yêu em rất nhiều. Sụt buồn là người đi sau kề mắt, qua cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Em khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia? Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, cho tiêu một người vô tâm. Từng lời hứa như vẻ sao lạnh lùng, cắn thật sâu trái tim này. Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau. Thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn hay cứ mãi sôi lửa? Nhìn người mình thương ngớt nhòe mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại. Trách bản thân đã mù quáng,